Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, nếu như những năm trước đây, đặc biệt là giai đoạn 2007-2008, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản luôn duy trì ở mức hai con số, thậm chí lên tới 30-40% tổng dư nợ nền kinh tế, thì đến nay tỷ trọng này dành cho lĩnh vực nhiều rủi ro này đã giảm đáng kể. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, cho vay lĩnh vực bất động sản chỉ còn khoảng 7,5% tổng dư nợ ngành ngân hàng, khi chỉ tăng trưởng trên mức 2% trong nửa đầu năm nay, theo con số báo cáo của Ngân hàng Nhà nước. Vậy vì sao tín dụng bất động sản lại chậm lại? Và có điều gì cần lưu ý đối với cho vay bất động sản hay không? Tạp chí Ngân hàng tuần này sẽ đi tìm câu trả lời cho tất cả những vấn đề trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Và trước tiên mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp ngay sau đây. 2,91% là mức tăng trưởng tín dụng bất động sản tính đến cuối tháng 5 năm 2018, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng chung 6,16% của toàn ngành ngân hàng trong 5 tháng đầu năm. Nếu xét về tỷ trọng, tín dụng bất động sản hiện đang chiếm 7,5% trong tổng dư nợ khoảng 6,7 triệu tỷ đồng của toàn nền kinh tế. Trước đó, báo cáo kết quả hoạt động 3 tháng đầu năm của Ngân hàng Nhà nước gửi tới các đại biểu Quốc hội cho thấy tín dụng bất động sản quý 1 chỉ tăng 3,65%, chiếm tỷ trọng 6,57%, trong khi cùng kỳ năm 2017 tăng 7,34% với tỷ trọng 6,8%. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thành phố đạt khoảng 7,5%, cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Trong tổng dư nợ tín dụng 1,89 triệu tỷ đồng, tỷ trọng cho vay bất động sản chiếm 10,8%. Tại Hà Nội, tính đến hết tháng 6 năm nay, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 1.717.000 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2017. Cho vay bất động sản chiếm 7,6%. Tăng trưởng chậm, tăng trưởng chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ là những cụm từ phản ánh về tình hình tăng trưởng tín dụng của bất động sản trong nửa đầu năm nay. Đâu là nguyên nhân của vấn đề này? Mời quý vị đến với phóng sự sau để có thêm thông tin chi tiết. 2,19% là mức tăng trưởng tín dụng bất động sản tính đến cuối tháng 5 năm 2018, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng chung 6,16% của toàn ngành ngân hàng trong 5 tháng đầu năm. Tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay tỷ trọng cho vay bất động sản chỉ vào khoảng 10%, thấp hơn nhiều so với con số 31-33% trong giai đoạn 2007-2008. Chính sách kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro cao, trong đó có bất động sản của Ngân hàng Nhà nước, đã phát huy hiệu quả nhất định. Lý do chính là vì Ngân hàng Nhà nước cũng như Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo là chúng ta phải kiểm soát dòng vốn tín dụng, không đẩy vào những cái lĩnh vực có nhiều rủi ro như là chứng khoán, như là bất động sản. Chính vì thế mà cái lượng vốn đổ vào thị trường bất động sản không tăng mạnh bằng những năm trước, nó không tăng mạnh bằng cái tăng trưởng tín dụng của cả nền kinh tế. Thì tuy nhiên chúng ta cũng không đáng quan ngại, bởi vì đây là cái hình thức để chúng ta kiểm soát rủi ro và lành mạnh hóa hơn thị trường bất động sản. Cái tốc độ tăng trưởng nó chỉ bằng một nửa so với tốc độ 2017, và cái tỷ trọng dư nợ cho vay trong lĩnh vực bất động sản thì nó có giảm một chút so với cái cùng kỳ của năm trước. Theo tôi thì cũng chưa thể kết luận được nhiều gì về từ những con số này. Đấy. Thế thì về cái tình hình như thế nào thì nó phản ánh, thì nó đã phản ánh một phần về cái ảnh hưởng của cái quyết định của Ngân hàng Nhà nước gần đây là có định hướng là các ngân hàng thương mại là sẽ chuyển dịch một cái phần vốn sang các cái hoạt động về sản xuất kinh doanh mà hạn chế cho vay trong lĩnh vực bất động sản là cái lĩnh vực hàm chứa rủi ro. Ngoài ra trong 6 tháng đầu năm nay, nguồn vốn dành cho lĩnh vực bất động sản cũng đã đa dạng hơn, đặc biệt là nguồn vốn từ FDI. Đơn cử như tại thành phố Hồ Chí Minh, nguồn vốn FDI trong 6 tháng đầu năm nay đổ vào lĩnh vực bất động sản tăng trưởng 146% so với cùng kỳ năm 2017. Nguồn vốn của đầu tư bất động sản thì chúng ta cũng nhìn ở góc độ là rất là nhiều các cái khả năng, các cái nguồn vốn khác nhau. Các doanh nghiệp bất động sản nói chung thì đang nhìn nhiều nhất vào việc là ngân hàng. Tuy nhiên ngoài kênh ngân hàng ra thì còn có nhiều kênh khác có thể xử lý được. Từ việc là chúng ta tăng cường các cái hợp tác với các nhà cung cấp, chúng ta có thể huy động vốn từ các khách hàng đầu tư, các nhà đầu tư thứ cấp hay là các quỹ đầu tư nước ngoài hay các đối tác nước ngoài khác nhau, thì những cái nguồn vốn nó khá là linh hoạt. Chẳng hạn như là dòng vốn đầu tư nước ngoài năm 2017 đổ vào bất động sản nó gấp 2,3 lần so với năm 2016. Và 5 tháng đầu năm nay dòng vốn vào bất động sản nó ở mức độ là tăng tương đối tích cực.
chiếm khoảng 10% tổng vốn FDI đăng ký ở Việt Nam chúng ta. Cái thứ hai là dòng vốn tư nhân đổ vào bất động sản rất là tích cực. Tôi lấy thí dụ như là cho năm 2017 của chúng ta thì có khoảng 6.000 doanh nghiệp mới kinh doanh bất động sản được thành lập và tăng khoảng 60% về số lượng vốn. Tăng trưởng ngành kinh doanh bất động sản 6 tháng đầu năm đạt mức 4,12% và cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Với mức tăng trưởng cao, niêm lợi nhuận của ngành bất động sản nói chung cũng như các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nói riêng cũng đã có sự cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước đó. Đây cũng là một nguồn lực quan trọng giúp cho các doanh nghiệp giảm bớt sự phụ thuộc vào dòng vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại. Và đặc biệt là về phía bất động sản của Việt Nam, chúng ta vẫn còn một cái biên lợi nhuận khá là tốt để chúng ta có thể xử lý bằng nhiều các cái biện pháp khác nhau trong việc nguồn vốn về đầu tư vào bất động sản. Ví dụ như là nhà đầu tư có thể mua một cái bất động sản hình thành trong tương lai mà họ thanh toán theo tiến độ chẳng hạn, thì nếu như mà chúng ta huy động vốn từ trực tiếp từ khách hàng thay vì việc chúng ta phải vay ngân hàng để bù vào cái phần tiền mà trong tương lai khách hàng đóng, thì chúng ta có thể khuyến khích khách hàng đóng tiền nhiều hơn với những ưu đãi khác nhau, có thể là chiết khấu hơn một chút hay có những cái quà tặng hay có những cái giải pháp mà hỗ trợ cho khách hàng, thì như vậy chúng ta lại không mất cái tiền lãi trả cho khách cho ngân hàng mà lại dùng tiền lãi đó để hỗ trợ cho khách hàng luôn. Đấy, thì nó có những cái cách kiểu như vậy. Giảm sự phụ thuộc vào dòng vốn tín dụng ngân hàng chính là một hiệu quả tích cực đối với thị trường bất động sản. Điều này cho thấy một tương lai bền vững hơn của thị trường tài chính cũng như thị trường bất động sản Việt Nam. Thưa quý vị, kiểm soát tín dụng bất động sản là chủ trương xuyên suốt của ngành ngân hàng trong những năm gần đây. Bước sang nửa đầu của năm 2018, một lần nữa các ngân hàng thương mại lại tiếp tục tăng lãi suất cho vay mua nhà, đẩy thêm 1-2%. Dù động thái này giúp cho các ngân hàng giảm rủi ro cho vay bất động sản, song lại tạo khó cho những người có nhu cầu thực nhưng thu nhập thấp. Kể từ đầu tháng 5 năm 2018, Exim Bank quyết định điều chỉnh lãi suất cho vay đối với các khoản vay mua nhà đất tăng thêm 1% lên mức 11% một năm. Trong khi đó, tại Techcombank, hiện lãi suất cho vay mua sửa chữa nhà có thể lên tới 13% một năám. Tương tự tại các ngân hàng như BIDV, VPBank, OCB, Việt Á Bank cũng áp dụng mức lãi suất dao động từ 11-12% một năm. Đặc biệt, hiện tại có rất nhiều ngân hàng không triển khai gói tín dụng ưu đãi nào cho lĩnh vực bất động sản hoặc các khách hàng cá nhân vay mua nhà. Đây là cái điều có lẽ chúng ta rất quan tâm. Mỗi một lần mà ngân hàng tăng lãi suất đó, thì nó có hai cái lý do họ tăng lãi suất. Lý do thứ nhất là tăng lợi nhuận, và cái thứ hai là cái độ rủi ro nó cao hơn, thành ra họ tăng lãi suất để bù trừ cho cái rủi ro mà họ chấp nhận. Thành ra cái việc mà một số những ngân hàng tăng lãi suất cho vay bất động sản và đặc biệt cho vay để mà mua đất nền là một cái dấu hiệu cho thấy rằng các ngân hàng nhận thức được cái rủi ro trong cái lĩnh vực cho vay đó và họ đã tăng lãi suất. Việc tăng lãi suất này đã khiến cho những người có nhu cầu mua nhà ở thực sự gặp rất nhiều khó khăn. Theo mình được biết thì hiện nay là một số ngân hàng đang có chính sách là tăng lãi suất đối với các cái khoản vay mua nhà và mua đất. Thì theo mình thì nó có tác động rất lớn đối với những người mà đang có ý định mua nhà. Bởi vì theo mình với cái lãi suất, nếu như mà tăng với lãi suất thương mại khoảng 11-12% thì rất nhiều gia đình trẻ hoặc là gia đình mà có cái thu nhập trung bình hoặc khá ấy, thì rất khó tiếp cận được các cái khoản vay này, bởi vì là cái số tiền lãi hàng tháng mình trả sẽ là rất lớn ấy, không phù hợp với cái thu nhập của mình. Việc tăng lãi suất ngân hàng thì tôi nghĩ rằng là sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến những người dân có ý định mua nhà như chúng tôi. Ví dụ như lãi suất trước đây thì chúng tôi có thể cân đối tài chính để vay ngân hàng mua nhà, nhưng nếu mà có xu hướng tăng như hiện nay thì tôi sẽ cân nhắc lại việc có vay ngân hàng để mua nhà hay không. Lãi suất vay tăng đồng nghĩa với việc gia tăng áp lực tài chính cho khách hàng. Bởi vậy, nếu tiếp tục xu hướng này, một số người dân có thể rơi vào tình trạng mất khả năng trả nợ. Tác động hai mặt và tới tất cả các đối tượng. Đối với các doanh nghiệp và các người mua đó thì nó sẽ làm phải tăng chi phí lên. Do đó là cái lợi nhuận cũng như là cái tiền họ phải trả để có được căn hộ nó phải lớn lên. Và điều này có thể gây ra cái trục trặc về mặt thanh toán, vỡ kế hoạch vốn, thậm chí là có thể làm đổ vỡ cái kênh tiếp theo. Còn đối với ngân hàng thì họ sẽ thu được lợi nhuận bổ sung rất là tốt. Nhưng mà đồng thời họ cũng đối diện với cái khả năng là cái khoản nợ mới này trở thành nợ xấu. Thậm chí cả những khoản nợ cũ cũng có thể thành nợ xấu nếu như vẫn cái người vay đó và người vay đó bị phá sản hoặc là bị trục trặc. Mỗi chính sách luôn tồn tại hai mặt. Chính vì vậy, để làm sao hài hòa lợi ích giữa các bên
là điều cần thiết. Ngân hàng, doanh nghiệp, người dân và ngay cả những nhà điều hành làm chính sách cũng cần phải quan tâm. Vâng, không thể phủ nhận được những kết quả tích cực từ công cuộc kiểm soát tín dụng cho vay bất động sản của ngành ngân hàng trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, con số tín dụng bất động sản vẫn chưa được nhận diện đầy đủ. Đây cũng là điểm mà nhà điều hành cần phải lưu ý trong nửa cuối năm nay, tạo cơ sở để thị trường này phát triển bền vững. Theo con số đưa ra từ Ngân hàng Nhà nước, tỷ trọng dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản hiện nay chỉ chiếm khoảng 7,5% trong tổng dư nợ của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng con số này là chưa phù hợp khi tín dụng bất động sản vẫn ẩn chứa trong tín dụng tiêu dùng. Nếu tính toán đầy đủ, tỷ trọng dư nợ cho vay bất động sản vào khoảng 15% thậm chí là 20% tổng dư nợ nền kinh tế, đạt mức khoảng 1,36 triệu tỷ đồng, gần gấp đôi tín dụng bất động sản tại Mỹ, chỉ khoảng 8-10% tổng dư nợ nền kinh tế. Tín dụng bất động sản là đấy, cái số liệu đang đề cập tới, chúng ta phải phân ra là bất động sản, tín dụng bất động sản nó chảy vào cái khu vực nào. Tôi lấy ví dụ như là nếu mà tín dụng bất động sản mà nó chảy vào khu vực các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, hay nó chảy vào các nhà đầu tư, hay chảy vào người mua cuối cùng, tức là người có nhu cầu thực sự ấy, thì đấy phải có đánh giá. Có một cái lưu ý là cái hoạt động cho vay bất động sản thì nó chưa bao gồm cái phần cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại, mà trong thời gian vừa qua tăng lên rất nhanh. Thì trong cái phần cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại thì nó cũng đã có một phần bao gồm cho vay của lĩnh vực bất động sản. Đấy. Thì có thể là nó đã phản ánh là cái sự các cái ngân hàng thương mại đã thận trọng hơn trong cái việc cho vay, mà nó làm cho tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay trong lĩnh vực bất động sản giảm xuống. Cũng có thể nó có một sự dịch chuyển từ cái thống kê cho vay bất động sản sang cái phần này cho vay tiêu dùng, và nó nằm dưới dạng là cho vay tiêu dùng. Ngoài ra, việc kiểm soát tín dụng dành cho lĩnh vực nhiều rủi ro này còn đang là hiệu lệnh hành chính đối với các ngân hàng thương mại. Chính vì thế, nhiều chuyên gia cũng quan ngại rằng thực chất tín dụng bất động sản chưa được nhận diện đầy đủ. Và mệnh lệnh hành chính là đừng khó bơm mạnh vào bất động sản hay là tín dụng tiêu dùng. Thì cái đấy thì đúng về mặt kinh tế, nhưng mà nếu như mà chỉ dùng cái hành chính mà áp đặt lên ngân hàng thì thực ra nó lại làm méo mó. Mà cuối cùng các ngân hàng là thực ra là vẫn cho vay tín dụng tiêu dùng, vẫn cho vay bất động sản, nhưng mà phân loại thì lại phân loại vào 6 lĩnh vực ưu tiên, nên thực ra nó không thực chất. Và nếu như mà chúng ta đánh giá là sức khỏe của hệ thống ngân hàng được cải thiện, thanh khoản được cải thiện, thì cũng đã đến lúc là thay vì áp đặt các cái mệnh lệnh hành chính thì điều hành chính sách tín dụng nên dựa vào thị trường nhiều hơn là mệnh lệnh hành chính. Còn trên phương diện người dân, những người có thu nhập thấp nhưng có nhu cầu thực thì mong muốn trong thời gian tới, nhà nước sẽ có những chính sách cụ thể để kiểm soát chặt chẽ đối với từng phân khúc của thị trường bất động sản, thay vì siết chặt tất cả mọi phân khúc, để hỗ trợ cho người dân có thu nhập thấp có nhu cầu mua vay nhà ở, tiếp cận được nguồn vốn phù hợp với chính sách an sinh xã hội. Ngân hàng nên có những luồng lãi suất những người mua nhà như chúng tôi với những thu nhập thấp thì sẽ mua được nhà với giá bình dân và giá rẻ, và sẽ thiết chặt hơn với những cấp độ về nhà ở cao cấp để sẽ không bị loãng bất động sản. Với những diễn biến như hiện nay trên thị trường, dự báo tín dụng trong nửa cuối năm sẽ vẫn duy trì như 1-2 năm gần đây và có thể thấp hơn đôi chút, song không có biến động lớn. Bởi vì là tôi cho rằng là cái dư nợ bất động sản thì nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái chu kỳ tăng trưởng của thị trường bất động sản. Đấy. Mà trong 2 năm vừa qua thì chúng ta đã thấy là có một cái làn sóng đầu tư vào thị trường bất động sản, cũng như là có cái sự cải thiện trong cơ sở hạ tầng, mà điều đó đã đẩy cái giá bất động sản ở nhiều khu vực tăng lên. Thì tôi cho rằng là trong tương lai dư nợ cũng như là cái tốc độ tăng trưởng tín dụng trong khu vực bất động sản nó sẽ không tăng cao được như những năm trước, mà nó sẽ có thể thấp xuống và duy trì ổn định. Với thực tế hiện nay, các chuyên gia nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước cần phải có kiểm tra kiểm soát chặt chẽ đối với dòng vốn lĩnh vực rủi ro này trong thời gian tới. Quan trọng là nhìn nhận đầy đủ và thực chất nhất dòng tín dụng cho lĩnh vực này hiện nay như thế nào để có những quyết sách phù hợp, tránh bong bóng bất động sản, nợ xấu quay lại như giai đoạn trước đây. Có như thế, thị trường bất động sản mới phát triển bền vững. Đến đây, chương trình tạp chí Ngân hàng xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.